Sáng ngày 19 tháng 8, Trung tâm Chính trị thành phố tổ chức lễ khai giảng bồi dưỡng nhận thức về Đảng đợt 3 năm 2024. Đến dự và phát biểu khai giảng lớp bồi dưỡng có đồng chí Bùi Văn Phú, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, cùng dự có đồng chí Võ Vĩnh Long, Ủy viên Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy, Giám đốc Trung tâm Chính trị thành phố, đại diện lãnh đạo Ban Tổ chức Thành ủy, Ban Chỉ huy Quân sự thành phố, Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thanh thành phố. Tham gia lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng đợt này có trên 150 quần chúng ưu tú ở các chi đảng bộ và học sinh ở các trường trung học phổ thông trên địa bàn thành phố. Tại lớp bồi dưỡng, các học viên sẽ được học tập, nghiên cứu một số chuyên đề gồm khái quát lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, nội dung cơ bản điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, phấn đấu trở thành đảng viên Cộng sản Việt Nam. Ngoài các bài học chính khóa, các học viên sẽ được đi tham quan bảo tàng tỉnh để bổ sung kiến thức về điều kiện tự nhiên, tài nguyên thiên nhiên của Ninh Thuận và thông tin tình hình phát triển kinh tế xã hội của thành phố 6 tháng đầu năm 2024. Phát biểu khai giảng lớp bồi dưỡng, đồng chí Bùi Văn Phú, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy yêu cầu các báo cáo viên trên cơ sở nội dung bài giảng mở rộng khai thác liên hệ thực tế tại cơ quan, đơn vị địa phương gắn với các chỉ thị, nghị quyết Đại hội Đảng 13 của Đảng để truyền đạt cho học viên. Đối với các học viên phải nghiêm túc thực hiện nội quy, quy chế của lớp học, tập trung tiếp thu và ghi chép đầy đủ nội dung bài học để làm cơ sở viết bài thu hoạch cuối khóa đạt kết quả tốt nhất. Phát huy tính tích cực, mạnh dạn, thẳng thắn trao đổi với báo cáo viên giữa học viên với nhau để làm rõ hơn, hiểu sâu hơn các nội dung chuyên đề. Sau khi kết thúc khóa học trở về đơn vị công tác, các học viên tiếp tục vận dụng những kiến thức đã học vào thực tiễn, không ngừng rèn luyện bản lĩnh chính trị, đạo đức lối sống, nêu cao tinh thần trách nhiệm, phấn đấu để sớm được đứng vào hàng ngũ của Đảng. Theo kế hoạch, lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng đợt này sẽ kết thúc vào ngày 23 tháng 8 năm 2024.